Hòa bình là chiến thắng huy hoàng nhất. Alo, kính chào sư phụ, kính chào sư phụ. Đúng số điện thoại rồi. Quý vị trả lời hơi chậm. Tôi tưởng nhầm số rồi chứ. Quý vị khỏe không? Mọi chuyện thế nào? Tốt chứ? Chúng con khỏe ạ. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ khỏe không ạ? Tôi ổn, tôi ổn. Lúc này thì không khỏe lắm. Nhưng tôi cảm thấy mỗi phút giây đều vô cùng quý giá. Tôi phải làm bất cứ gì có thể để giúp thế giới. Có lẽ bằng cách truyền bá thông điệp, nói chuyện qua quý vị. Dạ, thưa sư phụ, cảm ơn sư phụ. Đó là điều tối thiểu chúng ta có thể làm. Dạ, thưa sư phụ. Tôi đã cầu nguyện trước Thượng Đế và tất cả các vị minh sư là hãy để tôi là người hầu, công cụ khiêm tốn mang lại lợi ích cho các chúng sinh khác càng nhiều càng tốt, để họ có thể được khai ngộ, giải thoát và an lạc. Tôi thường cầu nguyện một mình, nhưng có lẽ bây giờ chúng ta nên cùng cầu nguyện trong vài giây rằng mọi chúng sinh sẽ được lợi ích từ bất cứ gì mà buổi hội thảo của chúng ta cống hiến. Dạ, sư phụ, bởi ân điển của Thượng Đế, của tất cả minh sư và chư thánh hiền trong thập phương. Xin được như ý. Amen. Tôi sẽ đọc một truyện trong kinh Quran. Có nhiều truyện, nhưng hôm nay tôi chọn truyện này. Truyện hơi ngắn vì tôi không cảm thấy vui cho lắm. Trừ khi quý vị muốn hỏi, câu hỏi trước. Vâng, thưa sư phụ, chúng con có một câu hỏi. Có hả? Nói đi. Vâng, thưa sư phụ, vì sao sư phụ chưa đề cập đến các mối đe dọa chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan Formosa hay giữa Nga và Ukraine ạ? Ta chưa đề cập hả? Con nghĩ là chưa ạ. Chưa à? Dạ chưa. Chà, vâng, thật đáng sợ thưa sư phụ. Đó là một điều đáng sợ. Đáng sợ sao? Dạ đúng thưa sư phụ. Dạ hơi đáng sợ ạ. Chà, có lẽ tôi sợ quá nên không dám đề cập đến. Có lẽ tôi cũng sợ quá. Nhưng quý vị, chúng ta đồng nhất thể. Nên nếu quý vị sợ thì tôi cũng sợ. Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đã đưa tới 39 máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan vào Chủ nhật. Chính phủ đảo quốc này đã nói đây, thật ra là lần xâm nhập lớn thứ nhì được ghi nhận. Đảo quốc này là một quốc gia dân chủ và tự trị. Tuy nhiên, Trung Quốc nói rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, là một phần của chính sách một Trung Quốc lớn hơn của họ. Và trong những năm gần đây, thật ra, Tập Cận Bình cũng đã đe dọa xâm chiếm và nếu cần, chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Quý cuối của năm 2021 đã thấy sự gia tăng đột biến về số lần xâm nhập từ Trung Quốc vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tập Cận Bình một lần nữa lại diễu võ dương oai về quân sự Trung Quốc coi Đài Loan như một tỉnh ly khai. Quân đội Trung Quốc đang diễn tập cách để lấy lại tỉnh này bằng vũ lực. Khi Nancy Pelosi đến Trung Quốc bao vây Đài Loan và điều động tàu chiến, máy bay chiến đấu và bắn tên lửa trên hải đảo này, lần này họ cũng làm y như vậy. Không có gì thay đổi thực sự trong cách Bắc Kinh thể hiện quan điểm của mình. Khoảng 30 máy bay chiến đấu đã bay lên bầu trời hôm nay. 15 chiếc trong số đó đã vượt qua đường trung tuyến của Eo biển Đài Loan. Đường trung tuyến là đường biên giới trên thực tế giữa Đài Loan và Trung Quốc. Thế mà người Trung Quốc đã thường xuyên vượt qua như vậy. Và hôm nay máy bay Trung Quốc lại vượt qua biên giới này. Các máy bay còn lại đó đâu? Chúng đã ở gần không phận của Đài Loan. Trung Quốc cũng gửi các tàu hải quân. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã phát hiện ít nhất 5 chiếc trong số đó. Bắc Kinh nói Hoa Kỳ hiện đang chơi cái mà họ gọi là thủ đoạn chính trị rẻ tiền. Đây là thông tin từ Bộ Quốc phòng. Trung Quốc, quân hải quân nhân dân Trung Quốc tiếp tục huấn luyện và chuẩn bị cho chiến tranh, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, và sẽ kiên quyết dẹp tan mọi hình thức ly khai Đài Loan độc lập và sự can thiệp của nước ngoài. Vì vậy, cảnh báo rất rõ ràng, đã rõ ràng trong một vài tuần nay. Trung Quốc nói quân đội giải phóng nhân dân đang chuẩn bị cho chiến tranh, đang đe dọa dẹp tan hy vọng độc lập của Đài Loan. Lý do tôi không đề cập đến vấn đề đó là vì chúng ta cũng có quá nhiều vấn đề khác. Dạ, dĩ nhiên,
Vấn đề này khẩn cấp và cấp bách, và tôi biết về điều đó. Mọi người đều biết về điều đó. Nhưng tôi không nghĩ rằng họ khát máu đến mức gây thêm nhiều đau khổ nữa cho công dân trên thế giới. Dạ, thưa sư phụ, tôi tin rằng họ cũng đứng đắn, già dặn và có đủ trí thông minh để hiểu và không làm kiểu trò chơi chiến tranh khờ dại nào nữa vào thời đại này. Dạ, dạ hiểu. Thành ra tôi không lo lắng về vấn đề đó cho lắm. Thấy đấy, mọi người trên thế giới đã chịu khổ quá nhiều rồi. Quý vị không nghĩ vậy sao? Dạ có, sư phụ. Dạ đúng vậy. Ngoài ra, tôi đã đề cập và chúng ta đã nói về vấn đề đó nhiều lần rồi. Chúng ta cũng đã phát sóng một số thông tin về chiến tranh khủng khiếp thế nào. Dạ, sư phụ, dạ đúng. Về biết bao nhiêu đau khổ, mất bao nhiêu sinh mạng và tài chính vì chiến tranh. Dạ. Trước và trong lúc chiến tranh và sau chiến tranh. Dạ, sư phụ, nên tôi không nghĩ chúng ta cần nói tới nói lui hoài, như thể họ là những kẻ ngốc. Họ có phải là kẻ ngốc không? Hy vọng là không. Chúng con hy vọng là không ạ. Và nếu họ ngốc, thì chúng ta cũng không làm gì được, không thể nói chuyện với những kẻ ngốc dù có nói bao lâu đi nữa. Nên tôi chỉ lo việc của mình. Tôi là một phụ nữ bận rộn, không phải sao? Dạ phải, thưa sư phụ. Liệu họ có gây chiến không, thưa sư phụ? Tôi không nghĩ vậy. Ồ, thế thì may quá, cha ơi. Dù gì đi nữa thì tôi cũng chán nói với mấy cái tai điếc. Nếu họ muốn gây chiến, dạ thưa sư phụ, hy vọng là họ không gây chiến. Và tôi nghĩ là họ sẽ không làm vậy. Để làm gì chứ? Dạ, đúng ạ. Về Trung Quốc, vì quý vị đã hỏi. Ví dụ, Trung Quốc, họ không được gì hết. Nếu xâm chiếm Đài Loan Formosa, dĩ nhiên họ được gì đó, được tiếng tăm rất xấu, rất xấu. Dạ, chắc chắn. Vì họ để cho cả thế giới gọi họ như là một con sói bắt nạt khát máu, đại khái như vậy. Nghe có hay họ không? Dạ không. Không. Và lịch sử cũng sẽ phán xét họ như vậy. Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Và khi kết thúc quãng đời của họ trên địa cầu, họ sẽ phải đọa địa ngục và chịu đủ loại hình phạt đau đớn vô cùng tận, ngoài sức tưởng tượng. Họ đều tự cho mình là tín đồ Thiên Chúa hay Phật tử. Nhưng họ không nhớ ngay cả các giới luật của tôn giáo họ. Dù cho họ nói họ có tôn giáo riêng, nhưng tất cả mọi tôn giáo đều nói như nhau. Nếu làm điều thiện thì được lên thiên đàng, nếu làm điều ác thì bị đọa địa ngục. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Và luật nghiệp báo không bao giờ sai chạy. Thấy đó, Thượng Đế ban cho họ đủ mọi quyền lực và của cải để phân phát, chứ không phải để tích trữ. Và thay vì dùng đặc ân này để giúp công dân mình, thì họ lại dùng để sản xuất vũ khí và vũ khí giết người, hủy diệt hàng loạt. Và rồi dùng vũ khí đó để đàn áp và quấy rối các quốc gia khác yếu hơn. Điều này sẽ khiến họ bị đọa địa ngục rất nhiều ngàn năm, hoặc có thể thậm chí hàng triệu năm, cùng đau khổ bất tận. Tôi từng sống ở một quốc gia, và nhà lãnh đạo của quốc gia đó đã vu oan cho tôi là trốn thuế. Lúc đó, chúng tôi thậm chí không kiếm được nhiều tiền cho lắm. Kinh doanh không lớn lắm. Và tất nhiên, vì tôi biết ông ta, nên tôi đã cố gắng giúp. Nhưng không giúp được. Mỗi lần tôi muốn tiếp cận ông, thì ông đều bị nghiệp chướng và một đám quỷ dữ ruột đuổi đi trong thế giới tầm tối. Đau khổ đó của ông. Và giờ ông vẫn chưa hết cái nghiệp đó. Và đó chỉ mới một nghiệp thôi. Vu oan cho một người vô tội như tôi. Và rồi còn nhiều nữa. Nhiều nữa, nhiều nghiệp chướng khác nữa tích lũy từ chính cuộc sống của ông. Tôi không biết đến bao giờ thì ông mới kết thúc với địa ngục. Đó chỉ là nghiệp mới, kiếp này thôi. Rất nhiều nghiệp chướng khác còn đang chờ đợi ông ta. Chỉ một lời buộc tội dài dột, ngụy tạo, chỉ để bôi nhọ người mà ông không thích. Thế là xong. Ông không ngừng bị truy đuổi trong thế giới địa ngục tăm tối đó. Và luôn luôn khiếp sợ, luôn luôn phải lẩn trốn, luôn luôn phải sợ hãi.
trong đói khát và tất cả những điều đó. Ông ta không có nơi nào để trốn, không nơi nào mà được bình yên hoặc được tạm nghỉ trong giây lát. Thật đáng thương. Vì vậy, nếu những lãnh đạo này tự cho mình là tín đồ Thiên Chúa Giáo và Phật tử, nhưng lại không hiểu luật nhân quả, nghĩa là gieo nhân gì gặt quả nấy, luật nhân quả, thì không ai có thể giúp họ được. Dạ, thưa sư phụ. Trung Quốc có một lịch sử rất dài về việc xâm chiếm những nước khác. Dạ, chẳng hạn Âu Lạc Việt Nam, lâu lắm rồi, hàng ngàn năm, cứ bị xâm chiếm tới lui thường xuyên, và nhiều nước khác, Tây Tạng và bất cứ nước nào khác. Nên tôi nghĩ đã đến lúc họ học bài học về hòa bình, rồi họ sẽ ngừng gây chiến. Tôi không nghĩ họ sẽ gây chiến nữa, nhưng tôi đã nói lúc nãy họ không ngốc đến thế. Dạ, thưa sư phụ, chúng con hy vọng vậy. Tôi cũng hy vọng thế. Đài Loan Formosa chỉ là một đảo quốc nhỏ, một cộng đồng hòa bình. Dạ, đúng vậy, dạ. Họ không gây rắc rối với bất kỳ ai. Với bất kỳ nước láng giềng nào, họ không gây rắc rối cho Trung Quốc dưới bất kỳ cách nào, vì họ đã trở thành một quốc gia độc lập 100 năm nay rồi. Thì hãy để họ yên như vậy. Dạ, dạ đúng. Để yên Đài Loan Formosa trong hòa bình. Đó là điều tốt nhất cho Trung Quốc. Dĩ nhiên cũng là điều tốt nhất cho Đài Loan Formosa nữa, nếu tôi là nhà lãnh đạo Trung Quốc. Tôi sẽ đề nghị cho Đài Loan Formosa thành một quốc gia độc lập và được gia nhập Liên Hiệp Quốc như bao quốc gia khác. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ. Nhiều quốc gia khác nhỏ hơn Đài Loan Formosa đã gia nhập Liên Hiệp Quốc rồi, với mọi phạm giá, và độc lập và được cả thế giới tôn trọng. Tôi không biết có vấn đề gì mà Đài Loan Formosa lại không thể gia nhập Liên Hiệp Quốc. Dạ thưa sư phụ. Và nếu các nhà lãnh đạo Trung Quốc làm như vậy, để Đài Loan Formosa trở thành một thành viên của Liên Hiệp Quốc, thì cả thế giới sẽ khen ngợi họ và người dân Đài Loan Formosa sẽ cầu nguyện cho họ. Rồi thậm chí còn thân thiện hơn và hợp tác với họ nữa hơn nữa. Như vậy tốt hơn cho Trung Quốc. Dạ, chắc chắn rồi. Dạ đúng thưa sư phụ. Dĩ nhiên nếu tôi là nhà lãnh đạo Trung Quốc. Dạ. Thật không may, tôi chỉ là một bà lão ngồi trong cái villa nhỏ cỡ 2x3 mét và đọc truyện ru ngủ cho mấy trẻ nhỏ của tôi. Một bà hơi già, tóc bạc và vài đứa trẻ tóc còn xanh. Tôi đang làm công việc của mình, công việc cam kết tự nguyện. Giống như tôi tự chịu bị giam lỏng tại gia ở đây, một người tự nguyện cầu nguyện cho thế giới. Tôi đang làm những gì có thể làm. Dĩ nhiên tôi cũng cầu nguyện cho Trung Quốc, Đài Loan Formosa, Ukraine và Nga. Dạ, thưa sư phụ. Chúng con cũng cầu nguyện. Phải. Nếu quý vị nghĩ tới vấn đề đó và có một chút thời gian, thì ai cũng có thể cầu nguyện cho họ. Dạ vâng, thưa sư phụ. Hòa bình là chiến thắng vẻ vang nhất. Dạ đúng, thưa sư phụ. Cho dù mình thắng một cuộc chiến đẫm máu, cuộc chiến nào cũng đẫm máu. Dạ đúng vậy ạ. À. Thì sẽ được gì khi mình chết? Có được cái gì? Dạ, không có gì. Mang theo được gì vào trong 1 mét vuông, nơi mình nằm? Đó là nếu có được 1 mét vuông. Đôi khi họ để người khác nằm bên trên, hoặc đã có ai đó nằm bên dưới quý vị rồi, vì thiếu chỗ. Dạ, thưa sư phụ. Vì vậy, trong một số ngôi mộ, họ có kiểu như một chung cư. Quan tài này chồng lên quan tài kia. Dạ. Ý tôi nói quý vị không nhìn thấy cái kia, nhưng họ chôn một cái và sau đó họ chôn một cái khác trên đó. Làm theo cách đó thì rẻ tiền hơn mà cũng tiết kiệm nữa, sao lại không? Dạ đúng. Khi chết thì mình chết, mình cũng đâu còn biết gì nữa. Phàn nàn về chỗ chôn để làm gì? Quý vị thấy cách chúng ta xây villa giống như lăng mộ dành cho mình. Nếu có gì xảy ra, chúng ta chỉ cần đóng cửa lại và vĩnh biệt. Chúc ngủ ngon. Rất tiện lợi ạ. À. Chỉ là một đêm dài. Đêm dài ngàn thu. Bây giờ quý vị có thể nghỉ ngơi. Không còn truyền hình vô thượng sư làm phiền quý vị nữa, không gì cả. Sư phụ quý vị không còn gọi vào giờ giấc thất thường nào nữa. Nói, này, nghe này, thức dậy, chúng ta phải làm việc. Khẩn cấp, khẩn cấp. Hoặc đại khái như thế. Nên tôi nghĩ, nếu Trung Quốc để Đài Loan Formosa độc lập và giới thiệu họ, giúp họ trở thành một quốc gia được gia nhập Liên Hiệp Quốc, thì đó sẽ là giải pháp tốt nhất. Dạ, thưa sư phụ, đó là vinh dự và uy tín tốt nhất cho Trung Quốc,
là một quốc gia vĩ đại, một lãnh đạo hào hiệp để quốc gia khác noi theo. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ. Trung Quốc là quốc gia rất có học thức, có hàng ngàn năm văn hiến. Tốt hơn là chúng ta nên noi theo tất cả các vị thánh hiền trong quá khứ và là một nhà lãnh đạo ôn hòa, rộng lượng, vĩ đại trong cộng đồng quốc tế. Dạ đúng vậy ạ. Và Nga, tôi không nghĩ là họ muốn xâm chiếm Ukraine nữa. Sau Crimea, tôi nghĩ họ đã nhận đủ lời giận dữ từ toàn thể cộng đồng quốc tế rồi. Dạ thưa sư phụ, họ không muốn xâm chiếm Ukraine. Tôi nghe rõ ràng từ chính phủ Nga rằng họ không có ý định xâm chiếm Ukraine. Tôi không nghĩ là Nga sẽ xâm chiếm Ukraine. Sẽ không có chiến tranh. Ngày nào Nga còn tùy thuộc vào quyết định của Liên bang Nga. Chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ không để quyền lợi của mình bị làm ngơ và bị chà đạp một cách thô lỗ. Chúng ta phải xem lại có cần lo lắng đến vậy không? Tôi nghĩ chính sự lo lắng là mục tiêu của Vladimir Putin. Dự đoán hay nhất của tôi vẫn là ông sẽ không xâm chiếm vì theo sau đó sẽ là phí tổn rất lớn. Sẽ có đệ tam thế chiến không? À, có nhớ Einstein nói gì không? Ông ấy nói, tôi không biết đệ tam thế chiến sẽ xảy ra theo cách thức nào, nhưng đệ tứ thế chiến thì sẽ được đánh bằng gậy và đá. Vì vậy, nhận thức ở đây là đệ tam thế chiến có thể là sự kết thúc của nền văn minh. Nhận thức này, ý tưởng này sẽ giúp chúng ta tránh các động thái nguy hiểm trên toàn cầu. Tôi nghĩ đó chỉ là vì có lẽ họ cảm thấy như bị cô lập và ngột ngạt, nên họ muốn nói lên sức mạnh của họ. Dạ, thưa sư phụ. Để cộng đồng quốc tế xem xét lại cách đối xử với họ. Ồ, dạ hiểu. Cách đối xử với họ và rồi cũng khoa trương năng lực của họ để người ta tôn trọng họ hơn. Đại khái vậy, tôi nghĩ thế. Dạ, thưa sư phụ. Chứ tôi không nghĩ họ muốn xâm chiếm Ukraine. Vì lý do gì chứ? Vì lý do gì? Tôi không thể hiểu được vì lý do gì mà họ xâm chiếm. Dạ, thưa sư phụ. Không có lý do nào cả hả? Tôi không thể tìm ra lý do. Và họ sẽ được gì? Thêm nhiều người đóng thuế. Để làm gì? Các nhà lãnh đạo của Nga, thật tình mà nói họ đều lão thành cả rồi. Họ hiểu rõ hơn, phải không? Dạ đúng, thưa sư phụ. Họ không mang theo gì xuống mộ. Nếu họ còn có một nắm mộ để xuống, nếu họ gây chiến, thì có thể họ cũng sẽ chết. Và có thể là đầu của họ sẽ bị nổ tung hoặc ruột của họ văng đi mất và toàn thân bị xé thành từng mảnh. Ai biết được? Dạ, dạ đúng. Từ thời xa xưa, lịch sử cho thấy nhiều nhà lãnh đạo chết với cái chết rất tàn khốc, rất khủng khiếp. Ồ, dạ đúng. Vì vậy, có lẽ họ cũng chẳng được chôn cất. Vậy có ích gì để đi xâm chiếm quốc gia nào nữa? Gây ra đổ máu, đau khổ và bị người ta quyền rủa. Và rồi họ sẽ bị đọa địa ngục vì điều đó. Chưa nói là họ không có chỗ nào để được chôn cất. Hoặc thậm chí không ai có thể tìm thấy xác của họ. Nhiều nhà lãnh đạo chết mà không ai biết xác của họ đâu. Dạ, thưa sư phụ. Thậm chí gần đây, trong những thập niên, thời đại của chúng ta, thời đại của tôi và của quý vị, vậy thì có ích lợi gì khi đi xâm chiếm chứ? Tôi chán nói với họ điều này rồi. Nhưng họ biết. Thành ra tôi không nói về vấn đề đó nữa. Dạ, thưa sư phụ. Dạ, hiểu, thưa sư phụ. Trước đây, chúng ta đã nói nhiều lần rồi. Dạ, thưa sư phụ. Và chúng ta vẫn đang phát sóng nói về phí tổn chiến tranh và đau khổ, và có bao nhiêu triệu người chết trong mỗi cuộc chiến, chẳng hạn như thế. Chúng ta vẫn còn phát sóng. Vậy coi như là tôi nói rồi. Dù sao, tôi cũng đã nói quý vị làm chương trình quảng cáo đó rồi. Đằng sau tất cả những cảnh này, những cảnh khủng khiếp này, những cảnh địa ngục trần gian. Vì vậy, tôi cảm thấy không cần phải nói thêm nữa. Dạ đúng, thưa sư phụ. Tôi nghĩ, để bọn trẻ làm ồn ào nếu chúng thích như vậy, một trò chơi như một trò chơi trên máy tính. Ngoài trừ đây không phải trò chơi mà là đời sống thật. Dạ đúng vậy ạ. À. Người thật, đau khổ thật, đổ máu thật, và xung đột quốc tế thật sự, sức mẻ tình hữu nghị và hợp tác quốc tế thật sự. Dạ. Tôi chán nói với mấy người điếc rồi, nếu họ đã không muốn nghe, thì tôi cũng chẳng màng. Nếu họ vẫn muốn tiếp tục gây chiến, thì hãy để người chết cho người chết. Như Chúa Giêsu đã nói, tôi luôn nói thế. Dạ, thưa sư phụ, Chúa Giêsu nói đúng.
Họ không biết họ đã chết rồi. Bởi vì nếu họ không khai ngộ, thì họ đã chết. Nếu họ không hiểu một sự thật căn bản nhỏ như vậy về chiến tranh và hòa bình, thì họ đã chết rồi. Dạ, thưa sư phụ, đúng vậy ạ. Nếu họ vẫn muốn gây chiến, giết người khác, giết những người vô tội và trẻ em không liên quan, người ngoài cuộc bằng chiến tranh, thì họ đã chết rồi. Dạ, thưa sư phụ. Và linh hồn họ sẽ bị giam giữ trong địa ngục rất lâu trước khi cơ thể của họ héo tàn. Hãy để người chết cho người chết nếu họ gây chiến. Dạ, sư phụ, dạ hiểu. Chỉ vì ngã chấp hoặc bất cứ gì, tôi không biết. Nga muốn xâm chiếm Urina để làm gì chứ? Nga đã giàu lắm rồi. Dạ đúng thưa sư phụ. Có thêm số người đóng thuế không làm cho Putin béo hơn, hay đẹp trai hơn hoặc trẻ hơn. Dạ đúng vậy. Được rồi. Câu hỏi của vị đã được trả lời đủ chưa? Dạ đủ rồi thưa sư phụ. Xin cảm ơn Ngài rất nhiều. Còn gì nữa không? Còn câu hỏi và có gì chưa rõ về những điều tôi đã nói hoặc về chủ đề này không? Dạ có, bởi vì con nghĩ thế giới đang lo ngại vì Nga đang tập hợp hàng trăm nghìn quân. Nên khi họ nói họ không muốn xâm chiếm, thì cộng đồng thế giới thật sự không tin họ. Không tin họ cái gì? Dạ, thế giới có thể nghĩ rằng Nga nói không thật khi nói rằng sẽ không xâm lược bởi vì có rất nhiều quân đội đang ở biên giới. À, hiểu. Nên họ tin điều đó. Nga không muốn xâm chiếm. Dạ đúng, họ nên tin những điều Nga nói. Dạ. Chỉ là Nga có một số đòi hỏi và cộng đồng quốc tế không đáp ứng. Lý do là vậy. Có quá nhiều quân đội NATO ở đó, nên Nga sợ. Ồ, vâng. Thứ nhất, thứ nhì, họ làm cho Nga có cái cớ để cũng có quân đội ở đó. Nói rằng Nga phải bảo vệ biên giới của họ và đất nước của họ. Nếu quân đội NATO, quân đội quốc tế không có đó, Nga sẽ không có lý do nào để làm điều đó. Vì vậy, họ phải nói chuyện với nhau. Họ đều biết nói tiếng Anh mà. Có người thông dịch, có Google dịch. Nếu họ không hiểu nhau. Dạ, thưa sư phụ, tại sao tôi phải bận tâm về những điều này? Tôi có công việc tâm linh của riêng tôi phải làm. Đúng vậy, thưa sư phụ, nếu họ muốn chơi trò chơi với nhau và giết công dân của nhau, thì tôi chỉ nói như Chúa Giêsu, hãy để người chết cho người chết và để lương tâm của họ trách mắng họ. Dạ đúng thưa sư phụ, dạ. Và hãy để họ đau khổ trong địa ngục. Bởi vì họ đã đủ già dặn rồi. Và có nhiều bài học lịch sử về chiến tranh khủng khiếp đến thế nào rồi. Dạ thưa sư phụ. Mặc dù vậy, Nga thật sự không muốn xâm chiếm Ukraine. Chỉ là trò chơi thôi. Họ muốn đạt được điều gì đó. Họ cũng muốn quốc tế nới lỏng một số lệnh trừng phạt. Dạ đúng, dạ. Tương tự với Bắc Hàn, họ cũng đang làm ầm lên vì các lệnh trừng phạt. Dạ. Cộng đồng quốc tế phải tin tưởng lẫn nhau. Dạ đúng, dạ. Và nới lỏng các hạn chế giữa họ với nhau. Sau khi mọi việc hoàn tất, họ đã nói chuyện với nhau và đưa ra một số nhượng bộ hoặc một số thỏa hiệp hoặc gì đó. Dạ, thưa sư phụ. Bởi vì biện pháp trừng phạt cũng gây khốn khổ cho bất kỳ quốc gia nào. Dạ đúng vậy. Tôi biết điều đó từ Âu Lạc Việt Nam. Sau chiến tranh 30 năm cấm vận. Dạ, thưa sư phụ. Người dân khổ sở, khổ sở, khổ sở và khổ sở, chứ không phải chính phủ. Vì vậy, nếu cộng đồng quốc tế hay nhóm quốc tế nào muốn trừng phạt một số nhà lãnh đạo hoặc chính phủ của quốc gia nào đó, thì họ đang làm điều không tốt bởi vì người dân chịu khổ, chứ không phải chính phủ. Dạ, đúng vậy. Nhà lãnh đạo là chịu khổ ít nhất. Họ sẽ luôn có xe hơi sang trọng, vệ sĩ, dinh thự lộng lẫy và an ninh, thức ăn ngon bổ, nhiều tiền trong ngân hàng, cái gì họ cũng có. Dạ, dạ đúng. Họ sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào. Dạ, thưa sư phụ, đúng vậy. Nhà lãnh đạo của bất kỳ quốc gia nào, tất cả các chính phủ, họ đều sống sung sướng. Vì vậy, trừng phạt quốc gia nào cũng đều vô lý, vì bất kỳ lý do gì. Dạ, thưa sư phụ, chỉ có người dân là bị trừng phạt, người dân vô tội. Người dân bất lực của nước đó không phải nhà lãnh đạo, không phải chính phủ. Họ không bao giờ bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào. Dạ, dạ đúng thưa sư phụ. Ngoại trừ trong chiến tranh, có thể họ chết nếu bị ném bom. Dạ đúng vậy thưa sư phụ. Nhưng thường thì họ đều có hầm trú vững chắc an toàn sẵn sàng ở đâu đó. Bắt được họ cũng rất khó. Cho nên tôi mới nói, thế giới này thật là điên đảo. Dạ, nếu tất cả số tiền dành cho vũ khí, tàn phá và chiến tranh này có thể giúp người nghèo, thì thế giới chúng ta đã là thiên đường từ lâu rồi. Dạ, sư phụ, dạ phải thưa sư phụ. Không phải giúp người nghèo bằng cách đợi rắc rối xảy đến,
và rồi đưa cho họ một ít tiền như một nhân vật từ thiện quan trọng. Không đúng. Hãy giúp họ bằng cách cho họ phương tiện hoặc hỗ trợ tài chính để họ có thể tự chăm sóc họ. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ. Như làm kinh doanh hoặc cung cấp cho họ đất đai để canh tác. Bất cứ điều gì họ muốn. Họ không muốn gì nhiều. Hầu hết mọi người. Họ chỉ muốn có đủ thực phẩm trên bàn ăn. Quần áo cho con cái và giáo dục cho con cái. Họ chỉ muốn thế thôi. Và họ có thể tự lo cho mình nếu họ có phương tiện để tự lo. Dạ đúng vậy. Dạ thưa sư phụ. Dạ đúng. Chính phủ có thể tài trợ cho họ tất cả số tiền chính phủ kiếm được từ những vũ khí như cho chiến tranh liên quan đến chiến tranh và tiền đào tạo, trả lương quân đội. Tất cả số tiền đó có thể giúp xây dựng quốc gia và giúp người nghèo sống tự lập, như là cho họ vay không tính lãi với khoảng thời hạn phải trả, chỉ để động viên họ làm ăn cho tốt, và cho sinh viên nghèo mà hiếu học vay tiền học phí, mặc dù điểm số của họ có thể không xuất sắc. Nhưng nếu họ chăm chỉ học hành và có vẻ xem trọng việc giáo dục, thì trao cho họ học bổng hoặc giáo dục miễn phí hoàn toàn. Ở Âu Lạc Việt Nam, hồi tôi còn trẻ, chúng tôi sống trong thời chiến, nhưng vẫn được giáo dục miễn phí, lên đến tận trung học, suốt tới lúc học xong trung học. Thậm chí nhiều học sinh còn có học bổng nữa, ngay cả trong thời chiến. Và chúng tôi không phải là một quốc gia giàu có gì, nên tôi không hiểu tại sao các cường quốc khác không dùng nhiều tiền hơn để giúp người nghèo, để họ tự làm ăn, học hành, để trở thành công dân hữu ích trên thế giới. Tất cả chính phủ nên làm việc này thay vì gây chiến, giết hại lẫn nhau và giết những công dân vô tội. Trời ơi, chúng ta đã có đủ đau khổ rồi, thực sự là vậy. Và sẽ có nhiều đau khổ hơn nữa nếu chính phủ không thay đổi lối suy nghĩ của họ. Dùng quyền lực và khả năng được Thượng Đế ban và lãng phí tiền đóng thuế quý báu chỉ để giết, tất cả điều này sẽ mang tất cả họ xuống địa ngục. Không chỉ trong kiếp sống này thôi, khi họ đang làm tổn hại thế giới và tha nhân, hoặc có thể hại chính họ hoặc hại danh tiếng của họ nữa, mà trong địa ngục họ cũng sẽ đau khổ vô tận và vô tận với đủ loại tra tấn. Ta nói sự thật và ta hy vọng họ lắng nghe trước khi quá muộn. Bởi vì trong địa ngục không ai có thể giúp họ chút nào hết. Không ai hết, ngay cả Thượng Đế. Thật tốt là cộng đồng quốc tế đang giúp người dân ở những vùng bị chiến tranh tàn phá và bị một số thảm họa này nọ. Nhưng nếu chăm lo tận gốc rễ thì chúng ta không phải chịu mọi thảm họa này, hoặc có nạn nhân chiến tranh hay người tị nạn và những điều như thế. Dạ, sư phụ. Gốc rễ là hòa bình. Dạ, gốc rễ là giúp người nghèo để họ tự giúp họ. Đừng đợi tới khi họ khốn khổ trong chiến tranh và thảm họa vì biến đổi khí hậu, vì gặp rắc rối rồi mới đến giúp họ. Và lúc đó, họ đã mất nhà cửa, mất nhiều người thân và bạn bè, mất tài sản, mất phẩm giá và thậm chí mất ý chí để sống. Đã quá muộn. Vì vậy, tốt hơn lại tổ chức lại thế giới này như giúp người nghèo để họ tự giúp họ. Dạ, dạ đúng. Không có chiến tranh gì hết. Không bao giờ. Zero. Chiến tranh không bao giờ giải quyết được vấn đề nào, mà chỉ làm cho tội tệ hơn. Dạ, dạ đúng, thưa sư phụ. Ban đầu có thể thấy tốt cho người chiến thắng, chỉ là tạm thời, nhưng họ sẽ đọa địa ngục và chịu khổ gấp 10 triệu lần hơn cuộc chiến mà họ gây ra cho người khác đau khổ. Chỉ vì họ không biết điều đó thôi. Chưa biết. Tôi hy vọng họ không phải biết bằng cách ngưng mọi cuộc chiến và lo giúp cho người nghèo của đất nước họ có thể sống tự lập và chăm sóc gia đình, con cái của mình. Làm điều đó rất dễ. Nếu vị không chi tiêu quá nhiều tiền vào mấy trò chiến tranh ngu xuẩn này và tích lũy của cải, trong khi người khác không có gì để ăn, giết lẫn nhau chỉ vì danh lợi, thì thế giới sẽ là địa đàng. Không khó để biến thế giới này thành địa đàng. Chỉ là không ai muốn làm thôi. Trước hết, chỉ cần ngưng giết con người và người thân động vật. Chỉ thế thôi. Dạ, dạ đúng. Tất cả tiền này từ sự đau khổ bởi đại dịch, bệnh tật và chôn cất con người và đổ máu. Tất cả đau khổ này sẽ chấm dứt. Chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Chúng ta có thể phân phát tiền cho người nghèo để họ có thể tự lo liệu cho bản thân. Dạ, thưa sư phụ.
không chỉ cho họ thức ăn và tiền bạc ngay lúc đó, mà phải cho họ phương tiện để họ duy trì cuộc sống cả đời của họ. Dạ thưa sư phụ, đừng đợi đến khi họ gặp khó khăn vì chiến tranh hay biến đổi khí hậu rồi mới đi giúp họ. Giúp cũng tốt, nhưng không nên đợi đến lúc đó. Vâng thưa sư phụ, dạ đúng vậy. Tôi biết, nhưng tôi đang nói với ai đây? Quý vị thôi. Và hy vọng họ sẽ lắng nghe. Tôi hy vọng vậy, hãy hy vọng vậy. Và bây giờ họ phải nghe thôi. Ôi trời ơi, họ có mọi thứ họ muốn trong đời rồi, họ còn muốn gì nữa? Họ có quyền lãnh đạo, họ làm việc trong chính phủ, tất cả đều an toàn. Tất cả các chính phủ được bảo đảm suốt đời. Dạ, thưa sư phụ. Ví dụ, tất cả nhân viên chính phủ đều được bảo đảm cả đời. Họ không bao giờ có vấn đề nào ở bất cứ nơi đâu về tài chính hoặc bất kỳ nhu cầu nào khác. Và những nhà lãnh đạo của dân, hầu như họ có nhiều hơn tất cả những gì họ cần. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ. Vậy họ nên ngừng phạm tội và suy nghĩ. Ngừng lại và suy nghĩ, đi học thiền hay gì đó, chuẩn bị cho đám tang của họ. Chết sẽ đến sớm bất cứ lúc nào, không phải vì họ già, nhưng vì đời sống là phù du. Dạ đúng vậy ạ. Cái chết có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Dạ, nhiều nhà lãnh đạo qua đời, nhiều người nổi tiếng quốc tế chết chỉ như thế đó. Hoặc vì COVID, hoặc do tai nạn, hoặc tai nạn xe hơi, hoặc tai nạn máy bay, bất cứ gì. Tại sao họ không học được gì từ bản chất phù du này của cuộc đời và xử sự cho đàng hoàng? Chỉ cần đi học pháp môn khai ngộ nào đó ở đâu đó và suy ngẫm về cách họ đối nhân sự thế. Dạ, thưa sư phụ. Tôi hy vọng đây là lần cuối chúng ta nói về những điều ngu xuẩn này, như chiến tranh, vân vân. Trời ơi, đã thế kỷ thứ 21 rồi, thế mà vẫn còn muốn đi bắn, dội bom và giết người khác. Đây thật sự là quá, quá ấu trĩ, quá thiếu chín chắn, quá ngu muội. Dạ hiểu thưa sư phụ. Tốt, còn câu hỏi nào nữa không? Dạ không thưa sư phụ. Tốt, vậy tôi sẽ đọc quý vị một truyện. Xin cảm ơn sư phụ. Tôi cảm thấy thời gian thật cấp bách, vì vậy bất cứ khi nào có thể, tôi phải đọc truyện cho quý vị nghe, để quý vị học được những bài học từ các vị minh sư quá khứ, hoặc từ kinh điển và thánh kinh quá khứ, và cũng để cho thế giới nhớ đến Thượng Đế, và nhớ làm sao để sống một cách đạo đức và đàng hoàng. Dạ, thưa sư phụ, cảm ơn Ngài. Tôi vẫn làm công việc của tôi, dù tôi không muốn. Như tôi mệt mỏi, thật sự không muốn làm việc. Nhưng tôi nói không nên lười biếng, không nên bỏ rơi thế giới. Dạ, thưa sư phụ, xin cảm ơn sư phụ. Có lẽ họ bỏ tôi, họ không nghe lời tôi. Nhưng tôi sẽ không làm giống vậy. Tôi không thể làm ngơ. Và bỏ mặc những người mà linh hồn họ đang cần giúp đỡ. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Có thể đầu óc họ sẽ không hiểu điều đó, nhưng linh hồn họ sẽ hiểu và sẽ giúp họ tới mức độ nào đó. Dạ, cảm ơn sư phụ thật nhiều. Đây là một truyện từ Kinh Koran, chương 28, câu 76, 83. Lỡ như quý vị muốn tham khảo, lỡ như quý vị không tin những gì ta đọc, nhưng ta đọc từng chữ một theo lời dịch giả. Dạ, thưa sư phụ. Nhân danh Đấng Allah, Thượng Đế Toàn Năng, Đấng Khoan Dung và Nhân Từ. Chúng con cảm tạ Ngài và tất cả các minh sư và chư thánh hiền vì đã truyền đạt trí huệ cho chúng con từ thời xa xưa và vẫn còn truyền thông qua sự dạy dỗ của các Ngài để lại cho chúng con. Chúng con cảm tạ và cầu mong quý Ngài luôn được bình an với Thượng Đế. Amen. Amen. Truyện này kể về một người nổi tiếng trong nền văn học Ba Tư, sống vào thời Môsê và rất giàu có. Ông tên là Warun. Ông còn được gọi là Rhasis. Ông được coi là một trong những người giàu nhất trong lịch sử. Chà, ai được kết hôn với ông vậy? Ông là người Israel, sống ở Ai Cập, nhưng không màng để ý đến đức tiên tri Musa. Musa là tên tiếng Ba Tư ở Môsê. Ông không quan tâm đến lời kêu gọi của đức tiên tri Môsê. Người ta đồn rằng ông có những căn phòng riêng chứa đầy túi vàng. Bạc.
và tất cả các loại ngọc quý khác. Lẽ ra ông ấy nên đưa cho tôi. Tôi làm trang sức thiên đàng. Nhân tiện nói, tôi không cho họ mua vàng nữa. Bởi vì vàng, một số bạc và đá quý hầu hết được khai thác bằng những phương tiện hiện đại và rất có hại cho môi trường. Dạ phải, dạ thưa sư phụ, cho nên nếu có người đặt hàng nữa, thì có lẽ mấy thợ kim hoàng và ban thiên trang phải tìm những thứ kiểu như vàng và bạc đã sử dụng rồi, vân vân. Đó không phải là đồ cũ mà là những thứ họ đã sử dụng hoặc loại bỏ từ ứng dụng công nghiệp hoặc đại khái vậy, vốn ít có hại hơn rồi. Tất cả những gì được khai thác theo cách truyền thống, chúng ta phải tìm ra thứ gì đó mà không gây hại cho môi trường. Dạ sư phụ, nếu không tôi nói với họ không cần làm nữa. Thành ra tôi đã bảo quý vị là đừng quảng cáo đồ trang sức nào trên truyền hình của chúng ta nữa. Dạ thưa sư phụ, trừ khi họ tìm được số vàng bỏ đi và các loại đá quý khác thì có lẽ chúng ta sẽ quảng cáo lại. Dạ thưa sư phụ, nhưng rồi chúng ta phải nói là vàng và đá quý hoặc bạc này không gây hại cho môi trường. Dạ thưa sư phụ, trở lại chuyện ông Quaron này sống trong cung điện to lớn nhất và dân chúng trong thị trấn ganh tị với tài sản và lối sống tuyệt vời của ông. Ai mà không ganh chứ? Dạ phải, tôi thì không, tôi không ganh đâu. Rất nhiều phiền toái. Càng có nhiều thì phiền toái càng nhiều. Dạ đúng, tôi nhớ khi còn Ấn Độ trên Hy Mã Lạp Sơn, tôi không có gì nhiều, nhưng rất hạnh phúc. Còn bây giờ chúng ta có rất nhiều nơi để chăm sóc. Nhiều nơi chúng ta không thể sử dụng nữa vì không có nhu cầu nhưng vẫn cần phải chăm sóc. Dạ, vẫn cần phải có người đến đó dọn dẹp mỗi tháng một lần hoặc đại khái vậy. Và tôi cảm thấy không vui về điều này, nhưng mình không thể bỏ luôn để cỏ mọc ở đó. Phòng khi có ngày nào mình cần sử dụng hoặc vì lý do gì đó, dạ thưa sư phụ, nên chúng ta chỉ chăm sóc tối thiểu, nhưng tôi vẫn cảm thấy không vui. Rồi, Quaron thuộc gia tộc Môsê, nhưng ông áp bức họ, áp bức người trong thị tộc. Chúng tôi đã cho ông ta các kho báu. Tôi phải giải thích cho quý vị, chúng tôi ở đây có nghĩa là thiên nhân. Dạ thưa sư phụ, hệ thống cấp bậc của các cõi thiên đàng ban cho con người hoặc tất cả chúng sinh trên thế giới này những gì họ có. Dạ thưa sư phụ, nên thực ra tất cả tài sản mình có không phải là do mình kiếm được theo cách mình thấy. Có lẽ mình làm việc cực nhọc để có, tuy nhiên nếu thiên đàng không ban phước thì chúng ta chẳng kiếm được gì hết. Dạ thưa sư phụ, hoặc không có tài năng dù chúng ta nghĩ mình có tài năng. Nếu thiên đàng không giúp hoặc không gia trì chúng ta hoặc không đồng ý với điều đó thì chúng ta sẽ không có gì hết. Cho nên quý vị có thể thấy nhiều người từng giàu có nhưng sau đó bị phá sản một cách dễ dàng như vậy. Dạ đúng vậy, hoặc họ để lại cho con cái và con cái họ không biết cách quản lý tiền bạc cho tốt nên cả khối tài sản kết xù cũng sẽ dần biến mất và họ cũng trở thành người vô gia cư. Dạ rồi, chúng tôi ở đây là thiên đàng kể cho người nào đó về chuyện này trong kinh Quran và người đó ghi chép lại, nên chúng ta cũng cảm ơn tất cả những ai ghi chép lại, nhà văn hoặc dịch giả nữa, vân vân. Rồi chúng tôi đã ban cho ông ta các kho báu. Đây là thiên đàng nói, không phải tôi. Nghĩa là trong chuyện này có người đã được các cõi thiên đàng kể về điều này. Dạ thưa sư phụ, nên trong chuyện này thiên đàng tự xưng họ là chúng tôi. Chúng tôi đã cho ông ta các kho báu mà các chìa khóa kho báu sẽ đè bẹp một nhóm đàn ông mạnh mẽ. Chỉ một chìa khóa hoặc các chìa khóa, nghĩa là chúng tôi có quá nhiều phòng, nhiều chìa khóa, nhiều cung điện để tích trữ các kho báu của ông ấy. Dạ sư phụ, cho nên ngay cả các chìa khóa kho báu cũng có thể đè bẹp một nhóm đàn ông mạnh mẽ. Ôi chú ơi, đừng nói chi tới tôi và quý vị chỉ ngồi bàn giấy suốt cả ngày. Chỉ nhìn vào các chìa khóa thôi, có lẽ chúng ta đã xỉu rồi. Quá nặng. Dân có ông nói với ông rằng, chớ có hả hê, Allah không thích kẻ đắc chí, mà hãy tìm điều Allah đã ban cho ông, ngôi nhà của đời sau, và đừng sao lãng bổn phận của mình ở thế giới này, và hãy bác ái như Allah đã bác ái với ông, và đừng tìm những thứ bại hoại trong cõi này. Allah không thích những kẻ ưa sự trụy lạc.
Có lẽ thiên đàng đã nói với Quaron mọi điều này để nhắc nhở họ hoặc tộc của ông, những người tốt trong gia tộc Môsê. Những người có lẽ khôn ngoan, trưởng lão hoặc những người cố vấn đã từng theo Ngài Môsê và tuân giữ lời dạy của Ngài và sống một cuộc đời đức hạnh, giản dị, đạo đức, kính sợ Thượng Đế. Dân của ông nói với ông mấy điều này, nhưng ông trả lời ra sao? Nghe đây, ông nói, tôi được ban cho tất cả những thứ này là do kiến thức tôi có. Ồ, quý vị có thể đã đoán được kiểu nói đó của một người giàu có và nổi tiếng rồi. Dạ, thưa sư phụ, nhiều người giàu có và nổi tiếng bị mắc kẹt trong sự cao sang của họ mà quên đi Thượng Đế, quên đi lối sống đàng hoàng và đạo đức. Họ sẽ phạm tội và họ sẽ sa ngã. Đó là vấn đề. Cho nên ông Quaron này cũng không ngoại lệ. Ông ta rất tự hào. Nên ông nói, tôi được ban cho tất cả những thứ này vì kiến thức tôi có. Ông nghĩ vì ông là người có học. Dạ, có học và có thể dạy mọi người từ sách vở này nọ. Nên mọi người tôn trọng ông và trả tiền cho ông hậu hỷ, vân vân. Đó là lý do ông trả lời như vậy. Bây giờ tôi đọc tiếp từ Kinh Quran. Phải chăng ông không biết rằng Allah đã tiêu diệt nhiều thế hệ trước ông, những người có quyền thế hơn ông và giàu có hơn ông nhiều sao? Nhưng những người tội lỗi sẽ không được hỏi về tội của họ. Dân của ông nghĩ như vậy, rằng ông nên nhớ là ông không có gì nhiều lắm so với nhiều người thuộc các thế hệ trước ông. Nhiều người từng giàu có hơn, quyền lực hơn, nổi tiếng hơn và mọi thứ đều nhiều hơn ông. Dạ, thế sư phụ, dạ đúng. Thế ngày nay họ ở đâu? Chết hết rồi, quý vị thấy không? Dạ, dạ đúng. Chôn dưới đất, tôi có nói rồi, 1 mét vuông đất. Dạ. Đó là nếu họ được chôn cất, đó là nếu họ còn có được 1 mét vuông đất để nằm dưới đó. Nên bây giờ, người dân của ông nói lên ý kiến của họ như thế, nhưng ông vẫn không sám hối, vẫn không tỉnh ngộ. Rồi ông ra đứng trước dân của ông với tất cả sự kiêu hãnh. Ông không thay đổi chút nào. Rồi, những người ham muốn cuộc sống thế gian tự nhủ. Giá như chúng ta có được những gì, giống như Quaron được ban cho. Ông ta quả thật rất may mắn. Dĩ nhiên, rất nhiều người ganh tị với ông và nghĩ, ồ, có được sự giàu có, tài lộc và đặc ân như vậy. Thật quá tuyệt vời. Nhưng những người được ban cho sự hiểu biết nói với những người ham muốn này, khốn cho quý vị, phần thưởng của Allah thì tốt hơn cho những ai tin và làm những việc công chính. Vì chỉ những người kiên định mới đạt được phần thưởng đó. Vì vậy, ta đã khiến cho đất sụp xuống, vùi lấp ông và dinh thự của ông. Ồ, chào ơi. Ta đoán đó là trận động đất lớn. Ông không có ai đồng hành để cứu ông khỏi Allah. Và ông không thể tự bảo vệ mình. Không thể bảo vệ mình vào lúc đó. Chào ơi, không làm gì được vào lúc đó. Khi nào Thượng Đế muốn mình đi thì mình ra đi bằng bất kỳ cách nào có thể. Dạ, thưa sư phụ. Những người mà ngày hôm trước muốn ở vào vị trí của ông thì bây giờ thốt lên rằng, thật vậy, chính Allah nới rộng và thu hẹp bổng lộc của Ngài cho ai mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài. Nếu Allah không nhân từ với chúng ta, thì Ngài cũng cho đất sụp xuống, nuốt mất chúng ta rồi, thảo nào mà kẻ vô ơn không bao giờ được phát đạt. Ngôi nhà của đời sau đó, nghĩa là thiên đàng, ta giao nó cho những ai mà ta, thiên đàng lại nói, ta giao nó cho những ai không tìm kiếm sự suy tôn trên địa cầu, không tìm kiếm sự bại hoại, và phần thưởng sẽ dành cho những người cẩn trọng. Câu chuyện kết thúc. Bây giờ chúng ta quay lại để giải thích một số câu, làm sáng tỏ câu chuyện. Dạ, thưa sư phụ, mặc dù tôi nghĩ câu chuyện đã đủ rõ ràng rồi, nhưng vì được viết theo văn phòng cổ, nên có thể có vài chỗ không được rõ ràng dễ hiểu. Chẳng hạn như quý vị thấy đó. Trước đó tôi kể là Quaron,
Mặc dù ông thuộc gia tộc Môi-se, dù thuộc gia tộc của vị minh sư, nhưng ông không tin vào lời dạy của vị minh sư về lẽ phải và sống có đạo đức. Chà, thậm chí ông còn quay lại áp bức họ. Có lẽ ông có quá nhiều quyền lực và sức ảnh hưởng và giàu có, nên ông không đối xử tốt với những người trong gia tộc của ông. Dạ, thưa sư phụ. Thậm chí còn áp bức họ theo cách nào đó, như có lẽ ông không giúp đỡ mà còn làm cho cuộc sống của họ khó khăn hơn, hoặc khiến họ cảm thấy thấp kém hơn. Đại khái vậy. Vì vậy, áp bức có nhiều hình thức. Dạ đúng. Và sự áp bức nào cũng đều không phải là cách tốt. Thiên đàng đã ban cho ông kho báu. Mà nội tất cả chìa khóa kho báu thôi cũng có thể đè bẹp cả một nhóm đàn ông mạnh mẽ. Không chỉ một người đàn ông mạnh mẽ mà là một nhóm đàn ông mạnh mẽ. Thôi. Nhưng rồi một số người khôn ngoan đã khuyên ông. Nói với ông đừng hả hê, có nghĩa là đừng kiêu ngạo. Dạ đúng. Allah không thích kẻ kiêu ngạo. Dĩ nhiên là không. Dạ thế sư phụ. Làm sao Allah thương yêu những người không kính trực, không khiêm tốn, không đàng hoàng và không có đạo đức? Làm sao? Sao Thượng Đế có thể thương bất cứ ai trong số những người đó? Họ khuyên ông đừng dựa vào của cải tạm bợ, đặc quyền và mọi thứ vô thường đó, mà hãy tìm kiếm ngôi nhà của đời sau, tìm thiên đàng, dạ, tìm nhà của Thượng Đế, và đừng sao lãng bổn phận của mình trên thế giới này. Nghĩa là ông nên chia sẻ tài sản với những người kém may mắn. Tôi nghĩ ý của câu này là vậy đó. Dạ, thưa sư phụ. Họ viết không được rõ ràng lắm, nhưng tôi nghĩ nó có nghĩa như vậy. Có nghĩa là mình nên giữ lại một ít cho bản thân, nhưng hãy chia sẻ những gì mình không cần hoặc những thứ dư giả cho những người cần. Hãy bác ái vì Allah đã bác ái với mình. Tất nhiên rồi. Thượng Đế ban cho mình rất nhiều, thì mình cũng phải cho ra. Dạ đúng. Phải như vậy mới đúng. Giống như một bể nước đầy ắp đến miệng, bể nước không phải để trữ nước, có đúng không? Dạ đúng. Đó là để cả làng cùng dùng, đúng không? Dạ đúng, thưa sư phụ. Vì vậy, bể nước phải cho nước ra. Bể nước không được tích trữ nước bên trong. Nếu trữ lại thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ vỡ tung. Dạ đúng ạ. Hoặc bất cứ gì cũng có thể lấy nước đi. Vì vậy, tốt hơn là ông nên phân phát nước mỗi ngày và các ống nước cho những người khác cần. Vì bể nước đã có rất nhiều nước bên trong rồi, ông cần thêm để làm gì? Dạ. Và ông giữ nước lại để làm gì? Bởi vì ông càng cho nước ra thì nước sẽ càng đầy trở lại. Dạ, đúng vậy ạ. Đối với chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta làm gì có thể với những gì được ban cho. Giống như nếu có tài năng thì chúng ta làm việc cho truyền hình vô thần sư để giúp thế giới, để giáo dục họ, để khai sáng cho họ tới mức độ nào đó, mang đến cho họ một số kiến thức siêu phàm hơn, rồi họ có thể tự giúp họ. Có lẽ họ thức tỉnh được. Và nếu chúng ta có tiền, thì chúng ta chia sẻ với những người kém may mắn. Đó là chuyện bình thường. Dạ, sư phụ, đó là những gì chúng ta đang làm. Bản thân tôi không coi tiền là của mình, nên bất cứ gì thấy cần thiết, tôi sẽ dùng tiền cho các mục đích đó. Dạ, thưa sư phụ, cho người nghèo hoặc cho người nghèo về kiến thức tâm linh. Truyền hình vô thượng sư thì cũng giống như một tổ chức từ thiện. Dạ, hiểu, thưa sư phụ. Những người giàu thường không giàu về kiến thức tâm linh, nên họ cũng được coi là nghèo. Theo tôi nghĩ, họ rất nghèo. Nghèo hơn người nghèo, bởi vì nếu quý vị nghèo về tiền bạc hay của cải, nhưng đời sống quý vị được phong phú bởi sự giác ngộ, bởi kiến thức về thiên đàng, bởi hạnh phúc bên trong. Vì quý vị đạt khai ngộ và có minh sư dạy quý vị, thì quý vị giàu hơn bất kỳ người giàu nào trên thế gian. Dạ, thưa sư phụ. Quý vị có thể thấy Ngài Kabir, Ngài chỉ là một người thợ dệt vải, nhưng thời đó có biết bao nhiêu người tôn kính Ngài và tôn thờ Ngài là minh sư, và họ vẫn tôn thờ cho đến ngày nay. Dạ phải, dạ. Nhiều thế hệ sau đó. Dạ. Và Chúa Giê-xu, Ngài là con trai, nếu theo thế gian, thì Ngài chỉ là con trai của một người thợ mộc. Nhưng thời đó, có biết bao nhiêu người tôn kính Ngài, theo Ngài, chạy theo Ngài, tìm kiếm sự che chở và phúc lành của Ngài, và ngày nay họ vẫn còn tôn kính hàng ngàn năm sau. Dạ đúng, vâng, thưa sư phụ. Và Đức Phật, mặc dù Ngài là một hoàng tử, Ngài đã từ bỏ mọi thứ để trở thành một nhà sư khắc thật. Và mọi người vẫn tôn kính Ngài và lũ lượt kéo đến Ngài, hoàng tộc, quan quân triều đình.
và người giàu, kẻ nghèo, tất cả họ đều đến với Ngài. Và ngày nay họ vẫn đến với Ngài, trước tượng của Ngài tìm kiếm phước lành, tìm kiếm kiến thức, tìm kiếm sự khai ngộ và làm theo từng lời dạy của Ngài. Quý vị hiểu ý tôi không? Dạ hiểu, vâng thưa sư phụ. Vì vậy, giàu có về vật chất không có nghĩa lý gì. Thật thế, nếu quý vị không khai ngộ, ý nói không có nghĩa là quý vị không thể giàu có, không có nghĩa là quý vị không thể hưởng sự thành công của mình trong công việc thế gian. Nhưng chỉ cần đủ để sống, chỉ nhu cầu cần thiết. Dạ đúng, không cần phải tích trữ quá nhiều, không vì mục đích gì cả, và giữ cái đó trong ngân hàng mà không làm gì hết. Dạ thưa sư phụ. Và tệ hơn hết, đừng dựa vào sự giàu có tạm bợ, sự giàu có vô thường này để khoe khoang, kiêu ngạo, tỏ ra hơn người khác. Bởi vì quý vị thật sự không là gì cả. Quý vị sinh ra với hai bàn tay trắng, sau này ra đi cũng với hai bàn tay trắng. Dạ đúng vậy, dạ đúng. Trong khi quý vị được Thượng Đế ban cho tài sản, thì quý vị nên biết cách quản lý và chia phần dư cho những người túng thiếu. Sống như vậy mới đúng. Dạ thưa sư phụ, dạ phải. Đó là cách quý vị nên vui hưởng sự giàu có của mình và quản lý tài sản do Thượng Đế ban cho. Nếu không thì quý vị sẽ tiêu đời. Nếu quý vị giàu có mà không giúp người khác, những người bất hạnh ở mức độ nào đó, quý vị không thể mang của cải theo và cái lẽ sẽ là địa ngục cùng với của cải, bởi vì quý vị không làm điều tốt, chỉ tạo nghiệp chướng, nghiệp xấu. Dưới địa ngục quý vị không thể hối lộ, quý vị không thể mang tiền của mình đến đó và đưa cho ma quỷ đó và nói này, lấy một ít tiền và để cho tôi yên. Quý vị hiểu tôi nói không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Có thể trong thế giới chúng ta, trong một vài trường hợp, một số người nhận hối lộ và có lẽ làm điều mờ ám và để quý vị thoát tội hay gì đó, nhưng ở địa ngục thì không. Vậy quý vị biết là trên thiên đàng không có vấn đề, không có tai họa, không có rắc rối nào cả, và không đi xâm chiếm, không có chiến dịch bôi nhọ chính trị, không có bất cứ gì, bởi vì lối suy nghĩ của thiên nhân khác với chúng ta. Thấy đó, họ không tranh đua. Lúc đó họ không bận tâm nữa, họ là thiên nhân. Thành ra, thiên đàng không bao giờ có thảm họa hay là đại dịch. Quý vị có bao giờ nghe Đức Phật nói tới thiên đàng nào mà có đại dịch không? Dạ không. Không, có động đất không? Dạ không, thưa sư phụ. Không, bởi vì họ trên thiên đàng, trên đó không có đất. Không phải vậy, ý ta nói không có thảm họa, không có gì xảy ra với họ. Bởi vì không có từ trường xấu như vậy thu hút mấy thứ đó, hoặc tạo ra sự bất trắc như thế. Dạ thưa sư phụ, dạ phải. Được rồi. Có một chuyện của Ấn Độ mà tôi đã kể cho quý vị từ lâu rồi. Chuyện như sau. Một ngày nọ, thiên đàng tổ chức bữa tiệc và mời một số chúng sinh thiên đàng và cả chúng sinh địa ngục như cơ hội bình đẳng đến dự tiệc. Cả hai nhóm, các chúng sinh thiên đàng và địa ngục đều được đối xử như nhau, được chào đón như nhau, cùng kiểu bàn, cùng thức ăn và cùng muỗng nĩa. Dạ thưa sư phụ, họ cùng nhau ngồi tại cái bàn lớn và trước mặt họ là cái tô với đủ cao lương mỹ vị. Thức ăn thiên đàng rất ngon, nhưng tất cả họ đều được phát cho một cái thìa rất dài. Họ có thể với tới thức ăn, nhưng họ không được gặp khuỷu tay lại để ăn. Và với một thìa dài như vậy, nếu không gặp khuỷu tay lại thì không thể ăn. Và cái bàn cũng dài, nên thậm chí không cần phải gặp khuỷu tay để ăn. Có một quy định duy nhất là không được gặp khuỷu tay. Vậy nếu không thể gặp khuỷu tay thì không thể nào ăn được. Do đó tất cả chúng sinh địa ngục phàn nàn, đau khổ, rồi họ bỏ đi. Họ nói làm sao chúng tôi ăn được? Quý vị trêu chọc chúng tôi mà, quý vị cho chúng tôi thức ăn ngon và rồi không để chúng tôi ăn. Nếu không thể gặp khuỷu tay và làm ngắn cái thìa như không thể chạm vào đầu thìa. Dạ thưa sư phụ. Và không thể gặp khuỷu tay thì làm sao ăn được đây? Nên họ bỏ đi trong phẫn nộ và đau khổ. Còn nhóm chúng sinh thiên đàng, họ lấy thức ăn và đút cho nhau ngang qua bàn. Ồ, vâng, hiểu ta nói gì không? Dạ hiểu thưa sư phụ. Không cần phải tự đút mình, quý vị đút cho người khác ăn và người khác đút cho quý vị ăn. Dạ, đút cho nhau ăn. Cho nên tương tự, thế giới này nếu chúng ta thay đổi lối suy nghĩ, nếu thay đổi quan niệm, làm sao để mình cảm thấy vui thì thế giới sẽ tốt đẹp. Dạ, hãy nghĩ đến người khác như đó là hoàn cảnh của chính mình. Thì quý vị sẽ cảm thấy trái tim mình tan chảy, dịu đi với lòng từ bi, với tình thương. Và rồi bất cứ điều gì quý vị làm để giúp đỡ họ đều là thật. Quý vị sẽ đạt công đức vô lượng trên thiên đàng.
và những người này cũng có được vô vàn hạnh phúc trên địa cầu, cũng như đời sau. Nhưng thế giới đã không học được. Có một số người tốt và biết giúp đỡ, nhưng không nhiều lắm. Thành ra thế giới chúng ta mới đau khổ đến thế này. Dạ thưa sư phụ, một số nơi thì cũng ổn, nhưng vẫn không phải là cách chúng ta nên hành xử, bởi vì không có đủ người tốt. Dạ thưa sư phụ, quản lý không được tốt của cải mà Thượng Đế đã ban cho trên địa cầu. Dạ, nếu quản lý tốt, thì mọi sự sẽ tốt đẹp, mọi người sẽ vui vẻ và không bao giờ có chiến tranh hay xung đột với bất kỳ hình thức nào. Sẽ không bao giờ có bất kỳ bệnh tật hay rắc rối, đau khổ với bất kỳ hình thức nào. Mọi người sẽ hài lòng, mãn nguyện và hạnh phúc. Dạ, thế sư phụ. Điều đó không khó thực hiện cho lắm. Không khó. Dạ, đúng. Nhưng nhiều người trên thế gian không học được. Và những người này lại là những người cai trị. Đó mới là vấn đề. Dạ, thế sư phụ. Và bây giờ thì còn tồi tệ hơn. Tất cả những kẻ xấu đang cai trị. À, nhiều chứ không phải tất cả. Và một số cũng không được khai ngộ cho lắm. Nên cũng không giúp ích được gì. Người đàn ông này, Khwarun, rất tự hào và kiêu ngạo. Ông nói rằng chính ông là người kiếm được tất cả sự giàu có và đặc ân này. Mặc dù mọi người đã nhắc nhở ông về Thượng Đế, nhưng ông không cảm thấy biết ơn Thượng Đế. Dạ đúng thưa sư phụ. Mà cảm thấy rằng ông là người có thể tự mình kiếm được tất cả những của cải này bằng chính tài năng và kiến thức của mình. Tôi vọng con người sẽ thức tỉnh và nhớ đến Thượng Đế và tạ ơn mỗi ngày. Và hãy biết ơn, hãy khiêm nhường và thay đổi lối sống của họ. Ví dụ họ trân quý sinh mạng của họ nhiều bao nhiêu, thì họ cũng nên trân quý sinh mạng của người khác bằng cách không gây chiến mà kiến tạo hòa bình, và trân quý sinh mạng mà cũng tham sống sợ chết, sợ đau khổ như những người thân động vật, ví dụ như thế. Dạ, sư phụ. Và chia sẻ những gì họ có thể chia sẻ với những người láng giềng thiếu thốn. Rồi thế giới của chúng ta sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chúng ta thậm chí sẽ không cần lên thiên đàng. Chúng ta sẽ kiến tạo thiên đàng tại thế. Tôi không thấy điều đó khó khăn bao nhiêu. Đúng vậy, thưa sư phụ. Dạ, sư phụ. Tôi không thấy khó khăn gì hết, mà chỉ là sự quản lý không được tốt và vẫn chưa thực hiện tốt. Nên nhiều người mới đang chịu khổ và thậm chí còn gây đau khổ nhiều hơn. Tôi đã nói rồi. Con người là đại dịch của chính họ. Dạ, thưa sư phụ. Và tôi vẫn có quan điểm đó. Tôi hy vọng họ thay đổi và thay đổi cho nhanh, nhanh, nhanh. Không thì tất cả sẽ tiêu tụng. Tôi thậm chí không biết là khi nào. Ai biết được khi nào? Dạ, thưa sư phụ. Cho nên, đây có lẽ là một trong những truyền cổ có thật được truyền đạt cho một số người qua các vị thánh hiền hoặc qua một số thiên nhân. Có lẽ trong lúc họ thiền hoặc trong lúc minh sư khai thị hoặc đại khái vậy. Dù là gì, đó là từ thiên đàng, chuyện được kể lại từ thiên đàng cho con người trên thế gian hiểu sự giàu có và danh vọng ở thế giới này là độc hại nếu quý vị không biết cách sử dụng nó. Cũng như điện thì mang lại lợi ích, nhưng quý vị phải biết cách sử dụng nó. Dạ đúng, vâng thưa sư phụ. Không thì quý vị sẽ bị giật mà chết. Và chất độc một số cũng có thể được dùng để chữa bệnh. Dạ. Nhưng phải sử dụng một cách cẩn thận. Như người ta thậm chí dùng cocaine hoặc heroin để điều trị cho bệnh nhân. Dạ. Các bác sĩ, họ dùng nó trong một số trường hợp để điều trị cho bệnh nhân. Nhưng nó không phải để cho quý vị lạm dụng. Thế thì quý vị sẽ chết. Dạ, đúng. Quý vị sẽ gặp rắc rối. Nó có thể giúp cứu sống, nhưng nó cũng có thể làm chết. Quý vị biết mà, phải không? Dạ biết thưa sư phụ. Cũng như ông Quarôn này, giàu có và nổi tiếng, được tôn trọng và có mọi đặc quyền. Rồi bỗng nhiên đất sập xuống, thế là hết. Ông và toàn bộ tài sản của mình đều bị chôn vùi với nhau, sâu thẳm và tan chảy trong lõi nóng của địa cầu. Hoặc có thể lúc bấy giờ, không thấy nói thế nào, nhưng có lẽ là một trận động đất hoặc núi lửa phun hay bất cứ gì đó, hoặc sóng thần. Trên thế giới chúng ta biết có quá nhiều. Quá nhiều, lúc nào cũng có, và vẫn đang xảy ra tất cả những thảm họa này. Và bởi vì nhiều khu vực vẫn an toàn, nên họ nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra cho họ. Họ không bao giờ biết. Sự cố có thể xảy ra qua đêm hoặc trong vài giây, và quý vị sẽ biến mất. Mọi thứ quý vị đã làm việc cực khổ để có, và tự hào về nó sẽ chẳng còn gì, sẽ chỉ là cát bụi.
và bản thân quý vị cũng thế, thậm chí không có một mét vuông để được chôn cất. Vậy đây là một chuyện chứa đựng rất nhiều lời dạy đạo đức trong đó. Dạ thưa sư phụ, tôi hy vọng những người giàu có, nổi tiếng và quyền lực trên thế giới lắng nghe câu chuyện này và thức tỉnh nhanh lên. Thức tỉnh nhanh, ăn thuần chay, tạo hòa bình, họ chỉ cần làm thế thôi. Hãy ăn thuần chay, tạo hòa bình, làm việc thiện, họ chỉ cần làm thế thôi, không khó phải không? Dạ không ạ. Không có chút nào. Không ạ, ngay cả trẻ em 5 tuổi cũng có thể làm được. Tôi hy vọng mọi người sẽ thức tỉnh và làm như thế. Chúng con cũng hy vọng vậy thưa sư phụ. Và cho dù quý vị không tìm kiếm thiên đàng, quý vị vẫn sẽ có thiên đàng ngay trước mắt mình. Dạ đúng. Thậm chí không cần sau khi chết mới lên đó hay bất cứ gì. Và dĩ nhiên sau khi quý vị chết, cõi kế tiếp cũng là thiên đàng. Dạ, chúng ta hãy cầu nguyện cho con người thức tỉnh, được giác ngộ bằng cách nào đó và tôn kính tất cả giáo lý của những vị minh sư quá khứ và có lẽ hiện tại và vị lai nữa. Amen. Amen. À này, có câu hỏi nào liên quan đến chuyện này không? Có câu hỏi nào chợt đến trong đầu không? Quý vị không ghi chú điều mình muốn hỏi, mà chỉ lắng nghe thôi à. Có câu hỏi nào không? Dạ không có câu hỏi, thưa sư phụ. Không có câu hỏi à, thật ra bài học đã rõ ràng rồi. Dạ thưa sư phụ. Được rồi, tốt, tôi cũng không cảm thấy khỏe lắm. Bây giờ tôi đi thiền. Và quý vị cũng vậy. Dạ thưa sư phụ. Trừ khi có việc gấp, thì hãy làm xong cho nhanh. Và thiền trước khi ngủ, cho dù quý vị đã thiền 3 lần một ngày rồi. Dạ, dạ, thưa sư phụ. Ít ra là quý vị cố gắng. Dạ, thưa sư phụ. Quý vị cố gắng. Quý vị cố gắng bởi vì quý vị làm việc rất vất vả và có lẽ không tránh được ngáy khi thiền. Nhưng quý vị cố gắng hết sức và thiên đàng sẽ biết điều đó. Dạ, xin cảm ơn sư phụ. Và tôi cứ bảo quý vị mua quần áo mới. Nhưng thấy quý vị mặc quần áo cũ hoài. Dạ, thưa sư phụ. Quý vị không phải trả tiền mua, quý vị biết mà, phải không? Một số người nghĩ rằng họ phải trả bằng tiền lương của họ. Nhưng quý vị không cần làm vậy. Dạ, cảm ơn sư phụ. Quý vị có mọi thứ mình cần. Nếu quần áo quá cũ và cái bụng có thêm trí huệ, thì quý vị phải mua quần áo mới để mặc cho vừa vặn. Quý vị biết cái lượng bụng này, họ gọi như vậy. Ồ vâng, chúng con có rất nhiều ạ. À. Lớp xe dự phòng. Dạ phải, chúng con có lớp xe tải. Quý vị phải trông tươm tất, không cần phải trông nghèo nàn. Nhưng ít ra quý vị không bị mắc kẹt vào kiểu kiêu ngạo và vô ơn này, như ông tên là Quaron trong chuyện này. Dạ, thưa sư phụ. Được rồi, chúc quý vị ngủ ngon và có được mọi điều tốt đẹp nhất hoặc những gì quý vị muốn có trong năm nay. Cảm ơn sư phụ. Thật ra trong ngày hôm nay, chúng ta sống ngày nào lo ngày đó. Chúc bạn sự lành, Thượng Đế thương, Thượng Đế gia trì, Thượng Đế bảo vệ. Xin cảm ơn sư phụ. Xin Thượng Đế gia trì sư phụ. Thương quý vị, chúng con thương sư phụ.